Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia mẫu trình này góp Clem 0.03 tóc cần robot được bạn. Thì tổng cung của con robot này thì có 90.000 tóc cần các bạn. Thì dự án này mình coi nó các bạn. Còn 28 ngày nó sẽ đi sàn banh cái kè swap với giá là một robot bằng 22.550 đô. Tổng cung nó rất là thấp nha các bạn. Hiện tại con tóc cần này ngon một cái chỗ là nó có thể các bạn có thể farm hoặc là stacking nữa các bạn. Dự án này khá là ngon nên các bạn cố gắng claim nha các bạn. Thì thông tin trên tờ Twitter, Facebook, WhatsApp thì các bạn vào các bạn tìm hiểu các bạn. Độ trình của nó nè các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Phải để mình check qua độ trình chút xíu nè. Quý 1 của ok, để claim được con này thì các bạn cần click copy phần link như mô tả dưới video của mình, mở trình duyệt cái chocolate của mình ra nè các bạn. Thôi các bạn, chờ chút xíu nha các bạn. Mở địa chỉ chocolate mình ra, các bạn chọn dán một đáp nè. Các bạn dán cái địa chỉ dưới phần link mô tả dưới video của mình vào các bạn. Sau đó các bạn nút gỡ nè. Nào thì các bạn bấm vào một airdrop thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim airdrop nè. Các bạn kết nối với nha các bạn. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00056 MB của khoảng 0.19 USDT, rất là thấp, rất là ít luôn các bạn bấm chấp thuận nè. Rồi các bạn thì con sắt của nó đây luôn nè các bạn. Đó, thì con sắt của nó đây luôn nè các bạn gì copy con sắt nó chỗ này nè các bạn. 0x88 nè. Ok, khi mà claim nó đã về nè các bạn, 0.03 tập cận Gobo nè các bạn. Con sắt nó nè, các bạn copy con sắt của nó nè các bạn. Các bạn dán vào trình chỉ chocolate nha các bạn dùng nhiều hạn chết dự án này nha các bạn, dự án này khá là ngon đó các bạn. Nếu không có thì các bạn dán đi chỉ hợp đồng nó vào nè, các bạn dùng tên nè, tên tôi cần nó là Golden Producer, ký hiệu là Robo, số tài phần là mấy đây, ký hiệu là Robo, số tài phần là 9, ký hiệu là Robo, số tài phần là 9. Rồi các bạn bấm làm xong nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 0.03 tóc cần này các bạn. 0.003 tóc cần Gobo. Ngoài ra các bạn còn chỉ việc lấy tinh giáp mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Để kiếm thêm tóc cần nha các bạn. Tinh giáp của mình nè. Đâu ta. Các bạn copy cái link này nè các bạn. Các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân để Clem đăng ký thêm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.